Buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự mini phố với diện tích khủng ngang 5 sâu vào tới 20m, tọa lạc tại trục đường chính Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 17 quận Gò Vấp, nằm ngay đối diện với siêu thị Lotte Mart và khu Cityland. Căn nhà mình thì đang được giảm giá rất là mạnh nha quý vị. Giá gốc chủ giao tới 10 tỷ rưỡi, bây giờ giảm xuống 3 tỷ 9 và chỉ còn giao bán với giá là chốt cứng là 6 tỷ 6 thôi. Chốt cứng luôn nha quý vị. Một căn nhà hướng Tây Bắc, giảm giá bán lỗ tới 3 tỷ 900 triệu đồng. Đường trước nhà là con đường 5m, đường thông, hẻm một xẹt của trục đường chính Nguyễn Văn Lượng. Xe hơi xe tải đậu trước nhà thoải mái nha quý vị. Đây, đường thông. Thông từ trục đường Nguyễn Văn Lượng ra con đường hẻm thông tứ phía ra khúc đường Nguyễn Oanh và đường Lê Đức Thọ. Hẻm một xẹt cách trục đường chính Nguyễn Văn Lượng khoảng tầm 5-60 mét thôi. Một căn nhà với vị trí vô cùng đẹp, vô cùng ok. Và chốt cứng chỉ có 6 tỷ 6 thôi nha quý vị. Giá có là ngon, có là rẻ đâu nha anh chị. Hướng Tây Bắc, chúng ta sẽ có lớp cổng sắt phía bên ngoài, hai bên cột cổng thì sẽ được ốp đá hoa cương. Khoảng sân anh chị đậu thoải mái hai chiếc xe hơi phía bên ngoài và tầm chục chiếc xe máy nha. Sân này rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn, được ốp sàn gạch và hai bên tường cũng được ốp gạch và trồng cây xanh cực kỳ đẹp. Nhà mình hướng chính là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Giảm giá bán lỗ tới 3 tỷ 900 triệu đồng, bây giờ chỉ còn 6 tỷ 600 triệu đồng và chủ kêu là chốt cứng, nhưng mà anh chị nào thiện chí chúng ta vẫn còn một bớt một chút lọc nha. Nếu mà thiện chí qua cầm tiền qua vẫn còn bớt một chút lọc. Một căn nhà giá đầu tư giá rẻ, diện tích lớn, công nhận tới 100 mét vuông đất thổ cư và giá bán chỉ có 6 tỷ 6 thôi. Căn nhà nằm ngay đối diện với khu Cityland, ngay đối diện với siêu thị Lotte Mart thuộc trục đường Nguyễn Văn Lượng. Ở đây thì di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần với sân bay Tân Sơn Nhất nha quý vị. Đấy, di chuyển vào phía trong sẽ là khu vực phòng khách và hồ cá koi, phòng bếp. Nhà thì sẽ được thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Chúng ta sẽ được bố trí 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Bố trí một cái khoảng tiểu cảnh hồ cá koi ở khu vực phía ngoài đây. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất rộng, rất to và giá bán có 6 tỷ 6 thôi. Đường xe hơi ngủ trong nhà, đậu hai con ô tô ở khoảng sân luôn. Giá bán lỗ nha quý vị, chủ nhà đang rất là kẹt, cần ra đi gấp, xả gấp căn nhà này. Anh chị nào nếu mà thích, quan tâm muốn sở hữu căn nhà đẹp, diện tích dài, giá rẻ này, hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube của bên em. Phòng khách thì sẽ được tặng sofa, tặng bàn ăn 6 ghế, được ốp gạch 80, làm đèn chùm. Hai bên tường thì được ốp gạch trang trí và có rèm cửa đầy đủ. Tủ bếp gỗ An Cường. Đấy, bếp và phòng khách rất là rộng, rất là thoáng nha. Chúng ta lùng kiếm hết thị trường Gò Vấp thì không còn căn nào rẻ hơn căn này đâu. Và giá bán chỉ có 6 tỷ 6 thôi nha quý vị. Hẻm xe hơi, đường thông, thuận tiện làm văn phòng. Căn nhà quá là đẹp, quá là ok, quá là ngon luôn. Một căn nhà cực kỳ là hợp lý nha quý vị. Nhà rất là rộng rãi, có sân đậu hai xe ô tô, khoảng sân vườn đó nuôi chim nuôi cò, đậu xe máy thoải mái. Và khu vực phòng bếp này thì cũng được làm tủ bếp của An Cường rất là đẹp, trên có đèn chùm. Giá bán thì 6 tỷ 6 phải nói là rất là ngon luôn, ngon bổ rẻ rồi. Anh chị nào đang có nhu cầu mua thì hãy alo ngay đi. Chủ nhà đang kẹt, cần bán gấp, trả tiền ngân hàng nên là mới đẩy giá này thôi. Thì anh chị nào muốn thiện chí thì chúng ta hãy alo ngay nhá. Nhanh ngay thì còn, căn này chắc bán khoảng tầm 1-2 ngày sẽ bán thôi. Thì em quay video lên cho anh chị nào đang có nhu cầu mua ở nhanh hoặc là mua đầu tư nhanh thì sẽ còn. Đấy, cho thuê phải chắc phải được tầm 20-25 triệu gì đấy. Một căn nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Và bố trí rất là đẹp, rất là sang. Đấy, sân đậu xe ô tô trong nhà, trồng rất là nhiều cây cối. Chủ này thì cũng đang vỡ nợ rồi, đang ôm tới 4 căn nhà bán tại quận Gò Vấp và có vay ngân hàng nha. Nên là vỡ nợ cần bán xả lỗ, thu hồi vốn. Nói chung là không hồi vốn được đâu. Bán 66 thì cũng phải lỗ 1-2 tỷ là chuyện bình thường. Nhà hướng Tây Bắc nha quý vị. Anh chị nào đang xem video, nếu mà cảm thấy căn nhà này ok thì hãy alo ngay. Chúng ta hãy nhớ thả like, bấm chuông, đăng ký kênh nha. Nhà rẻ thì chúng ta hãy nhớ thả like, ủng hộ em.
Di chuyển lên lầu 1, chúng ta sẽ có khu vực phòng ngủ rất là rộng, bố trí giường 1m8 kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh. Có ban công ở bên hông. Phòng ngủ cực kỳ rộng nha, có máy lạnh luôn. Bên này sẽ là khu vực phòng thay đồ, phòng tắm nha quý vị. Phòng thay đồ, phòng tắm ở đây thì cũng đã được bố trí một cái bồn tắm nằm, có khu vực tắm kính đứng và khu vực tủ thay đồ. Đấy, căn nhà rất là đẹp, gương LED, lavabo rửa tay. Căn nhà quá là VIP, quá là xịn sò nha quý anh chị. Giá bán cực kỳ là êm, cực kỳ là rẻ. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2. Một trệt và ba lầu nha mọi người. Cầu thang thì đúc rộng tầm 90, tay vịn của cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Lầu 2 của anh chị thì chúng ta sẽ được làm ban công bên hông, bố trí hai phòng ngủ, có giường, tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh Capper. Ốp sàn gạch giá gỗ nha. Với một căn nhà có cái sân vườn rộng và xe hơi đậu thoải mái như này, giá bán 6 tỷ 6 thì quá là hợp lý luôn rồi. Đại khu vực đông dân cư của trục đường Nguyễn Văn Lượng quá là ngon luôn nha. Trên này thì làm toilet riêng. Nên là anh chị nào xem được thì có thể gọi ngay trực tiếp về tới bên em. Gọi ngay nha. Căn này thì quá là rẻ luôn nha anh chị. Đấy, phòng ngủ số 3 này. Toilet riêng luôn. Giường tủ máy lạnh đầy đủ hết nha. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Trên này thì chủ nhà làm thêm một cái phòng ngủ nữa là 4 nha anh chị. Không có sân thượng sau, chỉ có sân thượng trước thôi. 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Có phòng thờ ở giữa. Giặt phơi đồ thì chúng ta giặt phơi đồ ở sân thượng trước luôn. Đây có toilet luôn nha. Sân thượng trước rất là rộng. Anh chị nào có nhu cầu thì alo ngay. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.